thôn ấy như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng người, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui, bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Hãy cùng kỷ niệm thanh xuân, trò chuyện và khám phá kỳ vật mà ca sĩ Nam Cường mang đến chương trình. Cái thanh xuân của Cường đã trải qua, khán giả biết mình với vai trò ca sĩ, nhưng bên cạnh đó Cường là một diễn viên kịch nói và điện ảnh được học và đào tạo bài bản. Đón xem kỷ niệm thanh xuân với câu chuyện của ca sĩ Nam Cường, phát sóng vào lúc 19:15 thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024 trên VTV9.